Esta es una llamada de todas las unidades de la ciudad de Miami. Mạng xã hội đang rầm rộ lan truyền một vài video và có thông tin cho rằng một trung tâm mua sắm ở Miami đã bị cảnh sát phong tỏa vì có người ngoài hành tinh cao gần 3 mét xuất hiện tại đây. Một số các hãng truyền thông lập tức đưa tin trấn an đây chỉ là một cuộc bạo loạn của các thanh thiếu niên. Cụ thể, NBC News đưa tin nói rằng cảnh sát Miami cho biết một nhóm khoảng 50 thanh thiếu niên đã gây ra một cuộc bạo loạn tại Bayside Marketplace, một trung tâm mua sắm ngoài trời cách South Beach khoảng 8 km. Các thiếu niên đang đốt pháo hoa dẫn đến sự hoảng loạn. Vì một số người cho rằng có một vụ nổ súng, 4 thiếu niên đã bị bắt. Tuy nhiên, nhiều người vẫn khẳng định rằng cảnh sát đang phản ứng với người ngoài hành tinh, chứ không phải thanh thiếu niên. Trong video có thể thấy một người ngoài hành tinh trong đoạn phim đầy nhiễu hạt. Bởi vì nếu chỉ có những đứa trẻ trâu thì làm gì cần điều động rầm rộ đến như vậy? Còn bạn thì sao? Các bạn nghĩ thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới để mọi người cùng biết nhé!